ví dụ như nhắc gái này. Nhắc gái? Đúng rồi, nhắc gái giờ mới để. Thấy con gái gặp sao mà nhắc? Nói chung là mình ngồi nói chuyện với bạn gái mình không biết bắt đầu từ đâu. Mà nhà em thì có một mình em là con trai. Thành thử ra là nói chung bố mẹ cũng muốn em ổn định để nó để bố mẹ có thể được đi đâu đi đó. Đọc thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá em quên hết thơ rồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn nữ. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người và chào bạn kế bên. Dạ em là Nguyễn Viết Thiện. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Công việc hiện tại đang là kỹ thuật viên tại Thế Giới Di Động, thành phố Bà Rịa. Ở tại thành phố Bà Rịa luôn. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và xin chào chị Cát Tường cùng bạn nam bên kia, cùng toàn thể các quý vị đang có mặt ở trong trường quay. Em tên là Lan, tên đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. Em năm nay 21 tuổi thì hiện tại em vẫn là đang đi học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành ạ. Ngoài việc học ra thì em còn đang quản lý một shop thời trang cao cấp mặc nhà Queen Key của gia đình ạ. Ồ, là em làm cho gia đình em ha. Quê em ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương, bên kia Bà Rịa Vũng Tàu cũng không có xa lắm ha. Em có ngại đó. Yêu xa không? Dạ không ạ, quan trọng là hai người hợp với nhau và kiểu như là cùng chung một mục đích đến thì em không quan trọng. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em là một con người dễ hòa đồng, năng động, vui vẻ. Nhiều bạn nhận xét về em là có một giọng nói khá tốt, nên em hay thường ghi âm giọng nói của mình và gửi cho tất cả các bạn trên Facebook. Còn nhược điểm của em thì là do là em hay nói nhiều ấy ạ, nên hay cảm không có cảm ràm, nhưng mà em hay nói khi nào mà bạn đó chán bạn đó đi thôi. Sao bạn trai nghe sao thấy đắm chiều quá vậy? Dạ em đang hồi hộp đây. Hồi hộp hả? Em giới thiệu về khuyết điểm và ưu điểm của mình đi. Thì ưu điểm của em á thì dễ thích nghi, hiền lành, ít nói, còn nhược điểm thì nhiều lắm. Nhược điểm nhiều, thử kể một vài thứ là ví dụ như nhắc gái này. Nhắc gái? Đúng rồi, nhắc gái giờ mới để. Thấy con gái gặp sao mà nhắc? Nói chung là mình ngồi nói chuyện với bạn gái mình không biết bắt đầu từ đâu, dễ căng thẳng, ví dụ như bây giờ này. Đó, thoải mái lên, có gì đâu căng thẳng. Em được mấy mối tình rồi? Giờ hiện tại em được 2 mối tình. Hiện tại 2 mối tình? Không, tức là quá khứ, tức là quá khứ chứ rồi. Quá khứ. Dạ. Chia tay cái mối tình gần nhất là cách đây một năm. Thì hai người thì không có hợp tính cách nhau, tức là em thì cũng có hơi bảo thủ. Bạn đàn ông mà đàn ông thì cũng phải bảo thủ tí chứ. Bởi vì là bảo thủ ở đây tức là lập đường, có chính kiến. Còn bạn nữ thì cũng bảo thủ hơn em nhiều nữa. Thành thử ra là nói chuyện hay cãi nhau. Bảo thủ khác nha, chứ là gia trưởng khác nha. Dạ đúng rồi, em biết cái đấy biết. Đúng rồi, chứ nếu mà gia trưởng quá thì cũng không được tốt dạ lắm. Dạ không, gia trưởng ở đây á, tức là mình bắt người ta phải làm theo ý của mình. Thì nó khác, còn có lập trường, có chính kiến thì nó khác. Đúng rồi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Lớn tuổi hơn em và chững chạc hơn em. Kiểu như là em quá trẻ con thì bạn đó có thể chững chạc để dung hòa bớt em lại. Không có gia trưởng chị ạ. Em sợ những người gia trưởng. Đó, này bạn nói rồi đó, nói đâu rồi. Có gia trưởng đâu. Có rồi. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Chỉ có gia trưởng thôi, còn cái gì em cũng thích. Cái gì cũng thích hết. Dạ, dễ dãi. Ăn nhậu hút thuốc gái gú gì tùm lum. Không, tất nhiên là gái gú thì chỉ yêu một mình em thôi chứ đừng yêu bất cứ ai khác ạ. Bạn nam ở đây nghe nói hơi căng thẳng á. Bạn hát được không? Không, em hát dở lắm. Bạn gái hát được không? Em muốn dành một bài thơ xíu nữa tặng rồi. Cho anh đọc cho nó đỡ căng thẳng, bằng bên trai hơi rung á. Nhưng mà xíu nữa em nhìn mặt anh đó em mới nói được không ạ? Được, cũng được thôi, để hồi gặp nói. Dạ. Đi bạn trai muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái em có thể được giống như mẹ của em. Mẹ em như thế nào? Nấu ăn này, nấu ăn ngon này. Là một người phụ nữ truyền thống á. Bạn nữ thấy sao? Em biết nấu ăn không? Dạ, em cũng là người Bắc, nên khi mà vào đây thì em cũng được học những công việc nấu ăn của mẹ rồi, nên mọi việc nấu ăn cứ giao cho em. Hay quá. Em nghĩ em có phải là mẫu người của gia đình không? Em hướng ngoại, nhưng mà thực chất là những cái gì mà mẹ truyền em đều hướng nội hết. Nửa này nửa kia. Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà chị hỏi bạn trai một câu nè. Ví dụ như bây giờ hai người yêu nhau đi, rồi lấy nhau đi, em thích người phụ nữ của gia đình. Nhưng mà rồi vậy như vậy thì em có cho vợ em đi làm duy trì công việc riêng của vợ mình không? Hiện tại giờ em cũng làm ở Thế Giới Di Động, mà công việc cũng khá là ổn rồi.
mà với lại ở nhà cũng có cả kinh doanh nữa. Nếu mà bạn gái muốn thì có thể về làm cùng, còn không nữa thì bạn gái thích làm gì thì cái đấy em tôn trọng. Em kinh doanh cái gì thêm ở nhà vậy? À, hiện tại giờ ở nhà đang có một trang trại, với lại đang kinh doanh nhà nghỉ. Nhà em được mấy anh em? À, dạ nhà hai anh em. Hai anh em thứ mấy? Em đầu tiên. Đầu tiên. Còn em sau có em gái. Em gái. Thôi được rồi, vậy là em gái lấy chồng có em hưởng hết rồi đó. Ủa nó nghe nè, nó nghe nè. Trang trại mà kinh doanh nhà nghỉ là sao? Là bố em á, tức là cũng có tuổi rồi, thành thử ra là kinh doanh thì nói chung là cũng không có kinh doanh đó, nói chung là sở thích của cá nhân á, tức là thích về làm vườn á. À, sao còn trẻ mà tóc bạc không vậy? Hả? Dạ, cái này em thức khuya nhiều lắm chị. Trước khi lên đây này cũng hồi hộp, không ngủ được. Chà, giống trong phim vậy ha, thức trắng một đêm tóc đã bạc. Em có cái điểm nào em không thích ở người bạn gái không? À, hay ghen. Sao kỳ vậy, em thấy yêu người ta mới ghen, mà con gái nào cũng ghen hết á. Ghen đúng vậy thôi nha. Nói chung là mình tôn trọng cái thời gian của nhau. Em chỉ quen một người là em chỉ quen một người. Em không có quen người thứ hai. Tức là hồi trước em có quen hai người á, thì người ta cứ xăm soi em hoài. Kể cả em vào công ty Thế Giới Di Động này, người ta cũng không cho em vào làm luôn. Đi làm không cho đi làm luôn? Dạ không, không cho làm. Tức là làm ở đâu thì làm, nhưng mà không cho làm Thế Giới Di Động. Lý do? Môi trường nữ nhiều. Ôi trời đất. Mấy cô kỹ thuật trong đó đẹp, xinh lắm. Khách nữa. Khách nữa. Trời, thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ nè, bây giờ tính tới chuyện hôn nhân đi. Thí dụ bây giờ em cũng còn trẻ, cô này thì cô cũng quá trẻ, thì nếu như mà hai người tìm hiểu thì tìm hiểu bao lâu? Thì cái đấy tính... thì cái thời gian thì em cũng không quan trọng lắm, nói chung là hai người hiểu nhau là được. Với lại bây giờ bố mẹ em cũng có tuổi rồi, mà nhà em thì có một mình em là con trai. Thành thử ra là nói chung bố mẹ cũng muốn em ổn định để nó, để bố mẹ có thể được đi đâu đi đó. Có nghĩa là ba mẹ cũng muốn cưới sớm đi có cháu phải không? Gần như thế. Gần vậy. Rồi bây giờ lấy nhau về là về là ở chung nhà luôn làm dâu đúng không? À, cái đấy thì tùy bạn gái thôi. Nói chung là ba mẹ cũng dễ lắm, tức là không có về làm dâu. Nhưng mà phải... có thể ở gần ở, đó. Gần đấy. Ở, ví dụ Bà Rịa Vũng Tàu chẳng hạn, em cũng phải đi đi về về nữa. Rồi hiểu rồi. Ví dụ bây giờ sau này học xong ra rồi mà yêu nhau lấy chồng thì đi về Bà Rịa Vũng Tàu ở được không? Dạ cũng được, bình được, thường phải không? Dạ. Thôi chào em gái. Anh bên này hơi chững chạc đó. Dạ. À, suy nghĩ cũng chín chắn rồi đó. Bây giờ em nghe nói em cảm nhận được chưa? Dạ. Anh thấy như vậy cũng hợp lý lắm em. Nếu về ở chung nhà lại càng tốt nữa đó. Chứ cần vợ ở riêng có điều kiện hết trơn rồi. Dạ. Về kinh doanh phòng trọ được không? Cái vấn đề kinh doanh là cứ để em. Nấu ăn cũng để em, kinh doanh cũng để em. Anh chỉ việc yêu em thôi, cả thế giới cứ để em lo. Dễ thương quá. Nhưng mà vấn đề hôm nay anh không thích ghen đó. Thực chất là em không có ghen. Người ta đã yêu mình thì người ta sẽ vì mình mà làm tất cả thôi. Đúng rồi. Yêu nhau phải tin tưởng nhau đúng không? Rồi. Làm dâu được không? Dạ, em chưa làm dâu bao giờ nhưng mà... Chứ em làm dâu rồi chắc cũng hơi khó. Nhưng em sẽ cố gắng á. Dạ. Nãy anh nói ba mẹ cũng dễ mà. Anh thấy ổn á. Được. Được. Làm dâu bây giờ dễ ẹt có gì đâu. Cô gái bên đây dễ thương lắm nha. Hôm nay mình có đi với người thân không? Nụ cười rất là duyên á. Dạ. Dạ, em có đi với em gái và các bạn của em ạ. Xin chào chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Dạ em là em gái của chị Tuyết Lan. Thì chị Tuyết Lan thì chị hơi trẻ con, nhưng mà thực chất là chị rất là biết quan tâm người khác và cũng rất là hiểu chuyện. Vì phần anh này thì em thấy là anh rất là chín chắn, thì em thấy là có thể dung hòa cho cả hai. Thì thấy ngoại hình cũng họ không hợp lắm, nhưng mà với là anh ấy chuẩn đúng tiêu chí của chị em. Thế nên là em thấy là hai người hợp, ok. Hai em gái có duyên không? Em gái có duyên chị cũng vậy đó. Thấy 21 chứ nhìn cũng chững chạc lắm. Làm dâu được đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ với em gái đúng. Rồi. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng khán giả trong đường quay. Em là chung là anh họ của Thiện. Thiện thì gia đình muốn hướng Thiện về cái kinh doanh trong gia đình ấy. Nhưng mà anh ấy có cái tính tự lập, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ làm ngoài. Còn về phần bạn gái thì em cũng thấy cũng được. Rồi gặp em gái đi. Vâng. Thấy chị chào dâu tương lai anh sao? Anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì em thấy chị bên đây đó là cá tính và dễ thương. Em mong là hai người cho nhau một cơ hội thì có thể đi đến được với nhau. Rồi cảm ơn em. Quan trọng vẫn là hai đứa đó. Bây giờ kéo màn lên cho rồi, hai bên gặp mặt. Rồi kéo màn lên. Trời. Em thấy em nhận xét gì về anh? Dạ em thấy anh chững chạc. Không nhìn vậy thôi, nó là nhìn vậy thôi. Nhưng mà anh tính anh trẻ con.
nói chung là không nó nhiều khi là nhìn ngoài, nhưng mà nói chung tính anh trẻ con, nhưng mà em nói chung là anh nói chuyện bạn gái cực kỳ nhiều luôn. Anh cứ thấy người khác giới nhá, là anh không biết bắt đầu từ đâu đó. Dạ. Cũng không, nói chung là tự nhiên gọi là nói chuyện tự nhiên nó bị bốc. Anh nhìn nhường em nói trước. Đọc thơ cho anh nghe đi em. Đọc thơ đi. Em nhìn thấy anh đẹp trai quá em quên hết thơ rồi. Hãy để em là người yêu của anh. Em tin rằng chúng mình sẽ hạnh phúc, dù khó khăn, buồn vui hay tủi nhục. Suốt đời này em chỉ yêu mình anh. Trời ơi. Mới gặp nhau mà nghe đứt ruột luôn đó. Em nói lại cái câu mà hồi nãy em nói với anh Huyền Linh á. Mọi thứ để em lo. Nói lại câu đó cho anh nghe đi. Anh chỉ việc yêu em thôi, còn cả thế giới cứ để em lo. Ôi, anh yêu em thôi, đứt đã em lo. Trời ơi, thì không chịu nổi. Thì anh thấy em là người thế nào? Thì anh mới quay lại thì anh thấy em là một cô gái xinh xắn. Anh cũng thích bạn gái mình đâu tính. Mình nhớ tên cô gái không? Kéo rèm ra là em tức là ấn tượng quá, thành thử ra là quên tên. Quên rồi. Anh nói lại được không? Em tên là Lan, tên đầy đủ của em là Phạm Thị Tuyết Lan. Phạm Thị Tuyết Lan, thằng em rất tự tin. Em cũng kiểu như là gồng mình lên thôi chứ thực chất em cũng... Anh cũng gồng lên nhưng mà không có lên. Hay, giới thiệu tên lại đi, không chừng quên luôn rồi đó. Em nhớ rồi. Không. Anh tên Thiện. Đúng rồi. Đấy, thấy chưa? Cái ta là... Em kiểu như là những cái gì về bạn trai em thường nhớ, sâu sắc. Được, được lắm. Em có thích đi biển không? Dạ em thích đi biển và em thích đi phượt nữa. Đi phượt nữa hả? Dạ. Giống anh đó đấy. Nếu mà em mà thích đi biển thì nếu mà có dịp anh có thể mời em về thành phố biển Vũng Tàu. Dạ. Đi dạo biển. Hẹn hò sao ở Bình Dương với Bà Rịa đó. Đó. Cái chuyện mà đi lại thì nếu mà em muốn á, chỉ cần em muốn thôi là anh lại lên. Thì anh có thể sắp xếp được thay đổi ca được với trong công ty. Dạ, thì chỉ cần anh cứ lên thì em sẽ muốn ạ. Được đấy. Sao đấy em trai? Nãy giờ trái tim có rung động gì chưa? Có rung động với anh, nhưng mà không nói em được. Hỏi tiếp đi. Thì để em nói nha. Em nghĩ là trong chương trình này thì cũng có vài phút ngắn ngủi thôi. Chúng ta cũng chưa hiểu nhau nhiều. Thì em nghĩ là sau chương trình này thì mong là em sẽ dành cho chúng ta một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Anh có đồng ý không? Đồng ý cho em. Lạnh quá à. Dễ thương quá. Còn rất trẻ nhưng mà rất là cá tính, rất là bản lĩnh. Kệ, ráng nuôi cô học thêm năm cuối nữa nha. Rồi về cô sẽ lo cho hết cả thế giới này luôn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Hãy nắm chặt tay nhau. Để tay trong tay. Nghe nói gì rồi đó. Hãy làm thủ tục đầu tiên đi các bạn. Không đi, không nghe má đàng hoàng đấy. Trời ơi. Nó dễ thương thấy không em gái không? Ôi, thấy ghét dễ sợ luôn. Tôi chịu là gái rồi đó nha. Sớm 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 nha. Dạ. Nào. Dễ thương. Lúc chuẩn bị tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á là em có ba đứa con rồi. Là em có ba đứa con rồi. Không biết nói gì hết. Thì đó, nghĩ quá. Sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mắt mới gì kỳ. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh. Xin mời ngồi.
Xin mời nhà gái. Mình sẽ giới thiệu lớn lên cho mọi bên cùng nghe cùng cảm nhận nha. Nào, mời nhà trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên là Phan Văn Mẫn, năm nay 42 tuổi, hiện tại đang làm cơ sở sản xuất giấm. Bò nhúng giấm ha. Đúng rồi. Rồi Mẫn, quê ở đâu? Quê ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Ở quận mấy giờ? Em ở Hóc Môn. Rồi, xin mời bạn nữ. Dạ, em xin chào các cô bác anh chị. Em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quỳnh Linh. Rồi, em tên là Phạm Thị Kim Cương. Em hiện tại 35 tuổi. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán em là ở Bình Định. Em hiện tại đang là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Mình có ưu khuyết điểm gì nói đi anh Mẫn. Cái khuyết điểm của em thì chắc cũng là cái ưu điểm của em á, là em thẳng tính lắm anh. Ai mà nói em cái gì là em biết em gặp cái người đó em nói liền. Thì nó cũng là cái ưu điểm của mình. Thì thành ra người ta nói em nhiều chuyện. Đúng rồi. Đó, khuyết điểm nặng luôn á. Dạ. Rồi. Em khắc phục nhiều lắm. Khắc phục nha. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ. Thì khuyết điểm của em thì em cũng khá là thẳng tính, khó tính. Em cũng đòi hỏi khá cao ở người khác. Ưu điểm của em thì em là một người cũng khá là hài hước, vui vẻ nhưng mà cũng tùy tình huống. Em cũng là người rất là lễ phép và biết tôn trọng người khác. Bạn bè đánh giá thì em là một người suy nghĩ rất là tích cực, luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu. Em là một người của gia đình. Cho nên hai là những... người bị cái hai người thẳng tính hết trơn gặp nhau hai người chắc mệt lắm. Thôi bây giờ thì mình nói chút xíu được tình duyên của mình đi Mẫn. Thì em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên là năm 23-24 vậy anh, 7 năm. Trời, dài dữ. Sau 7 năm mà sao chia tay? Tình yêu trẻ trâu anh. Thì xong rồi sau này thì em lại quen thêm một cô nữa. Em cũng quen được cỡ 60 năm nữa. Trời đất, mười mấy năm yêu nhau rồi đó hả? Dạ. Lúc chuẩn bị tính em tính cưới rồi thì cái cô đó mới nhắn tin cho em là nói em giờ em nói thiệt với anh luôn á, là em có 3 đứa con rồi. Là em có 3 đứa con rồi. Thì nói chung là mình chưa có vợ, chưa có con. Mình nói cho ra 3 đứa con thì mình cũng ớn chứ anh. Nhưng mà quen sau 6-7 năm mà không biết người ta có con trời. Em đã nói em rất là thiệt tình. Giấu gì luôn á hả? Em rất là thiệt tình. Tại vì em về quê chơi thì người ta nói hai đứa con, kêu cái cô đó bằng gì mà. Rồi sao? Mà thật ra nếu yêu thật lòng thì cưới luôn cũng được. Tình yêu em chưa có đủ lớn anh. Nếu lớn là cưới luôn. Dạ. 4 đứa cũng cưới nữa. 13 năm nay yêu không được gì hết trơn đúng không? Đúng rồi. Nhà trai chuông chuyên quá. Ừ. Giờ nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Em thì chưa có mối tình nào. Đại học thì có thích một anh. Nhưng mà hồi đó thích nhưng mà mình không dám nhích. Thích nhưng mà mình không dám nhích. Nên mình ở tới giờ thôi hả? Dạ. Rồi bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng thế nào? Em thì đơn giản dễ lắm. Em chỉ cần người yêu là biết lắng nghe và chia sẻ thôi. Chào nhà trai. Em chào chị. Bên kia người ta nói là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, người rất là dễ chia sẻ. Nhưng mà bên đây người ta nói hoài không hiểu, đôi khi nói hoài mà không có hiểu. Thì vậy em nghỉ hoài. Chơi luôn. Thì em nói hoài chừng nào hiểu thôi. Đó. Trời, kiên định vậy luôn hả? Thì đơn giản nhưng mà đâu có gì đâu. Đó. Ông nói 13 năm nay rồi đó. Vậy chỉ nhu cầu của anh là chỉ có vậy thôi. Vậy thôi. Em có đó. Yêu cầu về ngoại hình như thế nào không? Hình độ khoảng từ 1m58 đến 1m62 thôi cũng được. Chỉ đơn giản thôi. Đơn giản để tôi qua tôi coi trai gái coi sao dạ. Cho trai giấm nó qua tặng làm quà được không? Dạ được không? Dạ được anh. Thôi. Bò những giấm anh. Thêm bò quá. Cho thêm bò đi. Tặng giấm trước rồi bò sau. Chào em gái xinh đẹp. Có một món quà tặng nhà gái trước nha. Dạ, em xin tặng giấm đó. Rồi sau đó nếu mà bấm nút mình tặng thêm ký bò nữa. Tặng thêm ký bò nữa. Em cảm ơn anh. Được không? Rồi bây giờ em muốn có một mối tình lý tưởng như thế nào? Cũng là người chăm chỉ làm ăn, quan tâm đến gia đình. Giám đốc công ty giấm. Dạ, đặc biệt là đừng bị hói và đừng hút thuốc. Hơi nhẹ. Ho hói hiền hòa. Hói cái này được không? Dạ cũng được ạ. À. Vậy được. Vậy thì được chưa ha? chưa gọi là hói lắm. Chưa gọi hói đúng không? Dạ. Đây ta gọi là hói hiền hòa. Được rồi. Ok, em đi với ai? Dạ, em hôm nay em không có người thân. Rồi. Dạ. Được rồi, không sao hết. Có Ngọc Lan lo. Ừ. Rồi, chàng trai đi với ai? Em đi với bạn học thời phổ thông trung học của em, với ông anh với bà chị.
nguyên một xóm luôn á hả? Từ đây qua đây luôn hả? Từ đây qua đây luôn hả? Trời ơi, nãy giờ tôi thấy ngồi đây tưởng bên nhà gái không hả? Xin chào MC Quyền Linh duyên dáng, xin chào MC Ngọc Lan xinh đẹp. Mẫn là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Em rất là ngoan. Em đã cố gắng và làm và sản xuất ra cái sản phẩm mỗi một mình và bây giờ đang đi phân phối rất là nhiều các cái đại lý. Đó là cái tinh thần cầu tín của Mẫn. Về bạn gái bên này á, chị thấy á, thì là Cương đây rất là dễ thương, xinh xắn và chị thấy là rất là phù hợp với Mẫn đó. Nhà Mẫn đã có nhà riêng nè và chuẩn bị tiền để mà làm đám cưới hết rồi. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò. Cảm ơn chị. Một người đàn ông mà được những người phụ nữ, bạn bè, anh chị mà nhận xét vậy thì mình cũng an tâm đúng không? Bây giờ thì mở rào. Bắt đầu. Rồi. Chào em. Nhận quà. Anh ta gửi quà gửi tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh, tặng anh. Dạ. Dạ. Để bàn làm việc. Dạ anh cảm ơn. Dạ. Cái phương châm sống của anh á, theo một câu nói của ông anh thôi, chúng ta chỉ thật sự thất bại khi chúng ta từ bỏ những cố gắng. Thì cái câu nói đó đây chắc cũng có nhiều người biết rồi. Thì cái gì mà ví dụ anh làm không được, anh phải cố gắng anh làm bằng được. Dạ. Anh chưa có người yêu, anh cố gắng anh lăn lộn ở đâu anh tìm bằng được thì thôi. Dạ. Thì hôm nay cũng nhờ chương trình, em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em gặp mặt cô ấy. Cô ấy tên gì nãy nói nhỏ không nghe. Đang ngon tới tự nhiên gãy. Bị gãy khúc liền. Dạ. Dạ em tên là Kim Cương. Tên này giàu lắm. Bây giờ mình đặt luôn nè, giấm Kim Cương. Rồi. Anh nói tiếp đi. Hết rồi. Anh chỉ có, anh đã nói là anh thu ngắn trong một câu nói. Dạ thì em thấy đồng ý với cái câu nói đó của anh ạ. Dạ. Thì khi mà mình chưa có cố gắng thì tất cả mọi thứ nó thất bại vì mình chưa cố gắng quá thôi. Cho nên là cái câu nói đó thì đồng ý ạ. Dạ. Là em đang sinh sống ở đâu vậy? Dạ em đang sống ở quận 7. Nếu mà mình quen được nhau á thì anh có thể gặp mặt được em được mấy lần? Dạ cái đó tùy anh chứ sao em biết được. Tại không phải, tại công việc anh cũng rảnh lắm. Chủ doanh nghiệp mà nói công việc anh rảnh lắm nó chết rồi. Không, tại vì thật sự mà nói... thiệt mà ta làm giám đốc tao muốn đi gì nào tao đi không tao giao. Có nghĩa là cái thời gian mà thí dụ anh và em hẹn hò thì thí dụ em nói chủ động được hôm đúng nay không? Thứ hai nè em rảnh nè, thứ hai anh nghỉ làm anh đi chơi em. Dạ. Hoặc là nói chủ là chủ động được. Dạ. Đúng rồi, tao là sếp mà tao nghỉ tao không làm thôi. Tại vì em cũng là nhân viên văn phòng cho nên thường thì em sẽ đi làm vào lúc 8 giờ và em sẽ về nhà thì thường vào lúc khoảng tầm 6 giờ. Dạ. Em thích con trai đầu lòng hay gái đầu lòng? Dạ cái đó chắc tùy duyên đi anh, con cái là tùy duyên ạ. À. Dạ. Chứ anh thì ai cũng được hết, đứa nào cũng được hết. Dạ. Dù quan trọng là em chứ không phải anh. Dạ. Chưa chắc ông ơi. Và ông á, hai người đến với nhau được thì Mẫn tính mình ở đâu? Nếu mà về thì chắc em phải về nhà anh ở rồi, tại vì ba mẹ anh cũng lớn rồi. Ba mẹ anh năm nay 70 rồi. Chứ nếu mà còn trẻ là anh cũng dẫn lên đây nữa. Tại vì lớn tuổi rồi không có đi xa được em. Bây giờ ba ở nhà ở ba mẹ với ai nữa? Rồi chỉ có mình em thôi anh. Thì là làm dâu đó, đúng dạ. không? Đó. Dạ em thấy chuyện đó bình thường ạ. Dạ. Bây giờ thì Mẫn bước tới nắm tay Kim Cương ha. Không có bắt tay. Mình đừng có bắt tay đối tác đâu. Mình đâu có đi ký hợp đồng gì đâu anh ơi. Thế này đó. Không biết nói gì hết. Thì đó nghĩ sao nói vậy? Nghĩ sao nói vậy? Kỳ quá. Mắt mới gì kỳ. Nói thôi mà bây giờ cho em hát một bài đi. Hát một bài là coi như là em nói luôn. Hát xong không? Hát xong phải nói. Hát rồi mới nói, hát khác nói khác. Tại vì hồi nãy em suy nghĩ nhiều lắm bây giờ em quên. Thì giờ hát xong rồi nhớ lại. Nhà mình chung xóm, chung dòng sông, chung một bến đò. Chiều nào đò đưa đôi mình về với cơn mưa. Anh làm ướt chiếc áo ba ba, em chợt nghe lòng mình xót xa. Hàng thề kề bên lòng ấm sao xuyến giấc mơ thuyền hoa. Nói những cái gì từ trái tim? Nếu như mà em cho anh một cái cơ hội mà được làm quen em á. Tại vì thật sự mà nói thì anh cũng ngày xưa bạn bè anh cũng giới thiệu anh quen nhiều kế toán lắm, nhưng mà tự nhiên bây giờ lúc này thời điểm này thì anh lại cần kế toán. Nhưng mà em không phải là kế toán. Nhưng mà nó có liên ngành với em. Nếu mà em bấm nút đi, ngày mai anh rủ em đi ăn cái lễ. Cho em xin lỗi cho xin. Ăn cái lễ tiến sĩ của bạn anh em. Tại vì là ra mắt bạn gái luôn đó. Đúng không? Bạn thân đúng không?
bấm nút hay không bấm nút là quyền các bạn. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Vậy là chúng ta chấp nhận hẹn hò với nhau, đồng ý hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay nhau đi. Ông muốn vợ lắm rồi. Ở dưới kêu hôn đi kìa. Hãy làm thủ tục đi. Kỳ lắm anh, ngại lắm. Thủ tục đi Mẫn. Trời ơi anh hôn nhẹ lắm. Ừ. Đúng rồi. Hôm nay em hài hước lắm á. Hôn nhẹ lắm, cái khác mới mạnh. À, đây là những phần quà dành cho các bạn. Em cảm ơn anh chị nhiều, em cảm ơn chương trình. Rồi. Chúng ta chỉ thật sự thất bại một khi chúng ta từ bỏ những cố gắng. Yeah. Đây rồi, đi đường này. Đây quà của đi đường này. Đây đây, Mẫn. Dạ. Xách cái này về chân đi. Cặp đôi đầu tiên họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai thôi nào. Xin mời. Thế thôi, còn cái khuyết điểm của em là hút thuốc thôi. Bằng nói được, làm được luôn. Dạ. Làm được, nói được luôn. Nâng lên cũng là mình mà đưa xuống là mình luôn. Vâng, cũng tất cả tháo dỡ cũng là mình luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Em thì bây giờ em chỉ cần người cách đối nhân xử thế trong gia đình đằng nội và đằng ngoại, thế là vậy thôi. Chồng và nhà vợ thế thôi. Không cần gì hết. Trời dễ thương quá. À. Cái khoảng cách ấy không xa lắm. Vậy anh bỏ rồi, mẹ thì đi anh con một mà. Thì làm sao mà bỏ mẹ mà đi được? Đấy. Không thể nào mà bỏ được. Mời nhà trai. Rồi, ngồi lên trai. Mời nhà gái. Dạ. Mời bạn ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Công Lan, chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Minh Công. Em năm nay em 47 tuổi, em sống ở Hải Dương. Rồi Hải Dương mình bay vào đây hả? Em mới bay tối hôm Tây Sơ. Rồi đất ơi, Hải Dương mình làm gì ngoài đó? Em làm nghề tự do lại bên xe lưng. Em nhận ngoài công việc tự do. Vì em hiện giờ em cũng vẫn đang kinh doanh cả cà rốt, đang kinh doanh cả, nói chung là cái gì mình làm được, có tiền thì mình làm thôi. Hay quá. Vì làm nghề tự do mà. Ừ. Hải Dương là cách thành phố Hà Nội, thủ đô 45 cây. 45 cây. Dạ. Bánh đậu xanh. Đúng rồi. À, mời nhà gái. Rồi, giới thiệu về mình nha. Chào khán giả đã xem đài truyền hình và khán giả trong trường quay và chào hai MC. Dạ. Em là Phạm Thị Khoa, năm nay 47 tuổi, quê Thanh Hóa nhưng mà sống tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Nhập từ làm tự do. À, Thanh Hóa thì cũng khu vực phía Bắc mà. Vâng, từ em vô Thanh Hóa chắc khoảng 300 cây. Rồi bây giờ mình nói cho nhà gái biết là ưu điểm khuyết điểm của mình đi Công. Em thì cái ưu điểm của em thì cái là làm được, nói được. Thế thôi, còn cái khuyết điểm của em là hút thuốc thôi. Bằng nói được, chị làm Hoa được luôn. Dạ. Làm được, nói được luôn. Nâng lên cũng là mình mà đưa xuống là mình luôn. Vâng, cũng tất cả tháo dỡ cũng là mình luôn. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Hút thuốc nhiều không? Có ngày thì cũng hút tới gần gói á. Trời ơi, nhiều quá. Thuốc lào không? Không ạ, hút thuốc lá đó. Rồi. Anh ơi, nếu như mà mình có cơ hội mình bỏ thì mình bỏ đi nha anh ơi. Kể ta cái đó nó không tốt cho sức khỏe. Nhất trí nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nghe ưu điểm với khuyết điểm của chị Khoa nè. Ưu điểm của Khoa thì cũng tự tin, nhưng mà khuyết điểm thì cũng thẳng thắn và nói chung là hơi nóng tính. Hiện nay thì Công sống với ai ngoài Hải Dương? Em thì trước đây em lập gia đình một lần rồi. À. Đó, em thì có hai cháu. Hai cháu. Cháu lớn là nhiêu? Cháu lớn thì sinh năm 2000. Là trai hay gái? Là cháu gái. Cháu thứ hai là cháu trai sinh năm 2001. Rồi. Cháu gái hiện tại giờ thì em mở cửa hàng cho trên Hà Nội. À. Cháu trai thì cũng làm răng trên Hà Nội hết rồi. Vậy là có cửa hàng luôn, riêng luôn rồi. Dạ. Trời, giỏi quá. Còn tình trường của mình sao chị Khoa? Tình trường thì mình chỉ có yêu một người và lấy một người. Kết hôn năm 96. Dạ. Nhưng mà đến năm 2014 hôm nay ông xã bệnh mất. À. Chứ không phải ly hôn. Dạ. Thì em lập nghiệp ở ngoài Nghệ An, sau khi chồng mất thì năm 2014, cuối năm 2017 thì mẹ con lại bắt đầu là cư vào Sài Gòn. Cái là nhà của mình luôn á hả? Dạ. À. Giỏi quá. Giỏi quá rồi. Thôi bây giờ mình muốn có một cái người cùng đi với mình quãng đường còn lại là như thế nào? Em trước đây ấy, thì em cũng không nghĩ là bước đi bước nữa. Nhưng mà giờ càng ngày con cái lớn lên ấy, thì mình cảm thấy giống như sau này cần có một người đồng hành cùng mình. Đúng rồi. À, tiêu chuẩn thì em cũng không đòi hỏi nhiều. Quan trọng là người đó là phải tử tế. Em cũng còn cả gia đình bên nội.
Tại vì em vẫn đi lại nên người ta phải thông cảm. Không, điều đó thì em nghĩ chắc chắn là những người đàn ông hiểu chuyện thì họ sẽ họ sẽ tôn trọng điều đó và họ sẽ ủng hộ điều đó thôi chị. Nhà gái đưa ra cái tiêu chí về nhà trai đáp ứng khoảng được nhiêu phần trăm? Mình nói trước thì cũng khó nhưng mà mình đáp ứng được khoảng 60% đi. Hơn đó. Em chào nhà trai. Dạ chào chị ạ. Qua đây để em coi mắt nhà trai như thế nào. Em về em còn tính toán với chị em nữa. Anh ơi, nãy giờ anh nói về tiêu chí bạn gái anh chưa? Chưa. Em thì bây giờ em chỉ cần người cách đối nhân xử thế trong gia đình, đằng nội và đằng ngoại. Thế là vậy thôi. Nhà chồng và nhà vợ thế thôi. Không cần gì hết. Trời, dễ thương quá à. Anh đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với cả cậu mợ với em. Xin chào chương trình. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào cô Ngọc Lan. Mong hai cháu nó tìm hiểu với nhau làm sao đi đến được cái tốt đẹp hơn. Thì chuyện làm cậu thì chỉ mong thế thôi. Dạ. Ủa sao cậu nói tiếng Nam mà cháu nói tiếng Bắc hả? Vâng. Bố di cư. À, ông ngoại em là vô đây năm 54. Di cư. Rồi, cảm ơn cậu. Cậu. Dạ. Dạ. Ôi, nhà gái, mình đi với ai vậy chị? Đi với em gái và con trai. Chào anh nhà trai bên này ạ. Chào khán giả trong trường quay ạ. Em là Thắm, hôm nay em 37 tuổi, em gái của chị Khoa. Em thấy anh bên này thì cũng chững chạc, hiền lành. Nhưng em thấy thì nếu mà xét thì hai người không hợp. Không hợp chỗ nào? Không hợp chỗ nào ạ? Ví dụ đi. Em thấy thì thứ nhất là anh thì ở Hải Dương cũng xa, mà chị em thì con cái cũng lớn rồi mà ở trong này nữa nè. Rồi em nghĩ là hai người hai tính cách chắc chắn là khác nhau không chị? À. Không ai giống nhau cả. Bây giờ hai người cũng nhiều tuổi rồi á. Em sợ nó không còn trai trẻ để mà tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thế còn do chị em nữa, đấy là em cảm nhận như vậy. Okay. Cảm ơn bạn. Nếu chúng ta yêu nhau, chúng ta có thể thay đổi cuộc sống. Thực ra mà nói, bây giờ đến với nhau thì kể cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi, cũng là cuộc sống. Đúng rồi. Chỗ nào cũng mình làm được thì mình làm. Có thể thành phố Hồ Chí Minh mà có cơ hội làm, chúng ta vẫn có thể phát triển được. Em trước đây em cũng sống thành phố Hồ Chí Minh mười mấy năm chứ. Ủa vậy đó hả? Em sống ở đất Bình Dương mười mấy năm rồi. Trời ơi, vậy mà... Vậy giờ vô lại có sao đâu. Phải vì là bây giờ là các bạn Hải Dương giờ nó phát triển. Thế em về đấy thì làm phát triển thì nó nhanh hơn. Bây giờ mình mở rào đi cho hai bên trò chuyện đi. Mở rào. Trời ơi, bà em bà gắt quá. Bắt đầu rồi, đi. Rồi, em mời anh. À. Chào. Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chưa có quà kìa. Dạ, em có món quà gửi tặng anh ạ. Anh cảm ơn nhé. Đó, mà giao với em nhìn thấy anh thì sao? Em nhận xét sao? Đẹp trai. Không, anh đẹp trai. Người Bắc thì thường thường hay ăn mặc kiểu vậy thôi, chứ còn thực ra mà nói thì lúc đi làm thì nhìn trông cũng... Nói chung là còn đi mình đi chơi thì đôi khi mình ăn mặc vậy thôi, chứ còn cũng không phải là lúc nào cũng như vậy. Anh thì lái máy suốt thì nói chung người là toàn dầu với mỡ thôi. Dầu mỡ về tắm hết rồi có gì đâu. Hay quá. Rồi. Nhưng mà quan điểm em ở sống ở Sài Gòn mà anh hiện tại đang ở Hải Dương thì em thấy cái quãng đường nó xa thế thì em nghĩ sao? Thì địa lý thì bây giờ, đối với địa lý thì bây giờ nó không có quan trọng nhiều. Quan trọng là có phù hợp để mà đến với nhau hay không thôi. Chứ còn địa lý bây giờ đâu có sáng ăn phở Sài Gòn, chiều ăn phở, trưa ăn phở cơm không, Hà Nội. Anh thì, quan điểm của anh thì này, cái gì cũng là cái duyên, cái số. Điều đầu tiên anh phải nói vào cái từ duyên đã. Khi có duyên thì cuộc sống ở đâu cũng là cuộc sống. Còn đã không có duyên thì... Tất nhiên là mình kể cả có gần nhau cũng không có được cuộc sống hạnh phúc được. Nhưng đã có duyên rồi thì cho dù anh ở ngoài Hải Phòng đi chăng nữa, hay Hải Dương đi chăng nữa, em ở Sài Gòn đi chăng nữa, chỉ trong vòng 2 tiếng hồ là mình lại gần bên nhau ngay, có gì đâu. Đúng không? Nhưng quan trọng nhất là cái duyên. Người ta từ nước ngoài ta bay về đây ta còn yêu nhau được mà. Còn cuộc sống thì tất nhiên là yêu nhau được mà. Mình làm ở đâu mà tạo điều kiện cho cái thu nhập cuộc sống của riêng mình nó có đủ khả năng thì mình làm thôi. Anh không quan trọng là phải về ngoài Bắc hay là phải vô Sài Gòn, cái điều đấy nó không quan trọng. Anh thì hiện tại giờ cũng còn mẹ già, còn bố thì mất rồi. Đôi khi thì cuộc sống anh đi làm ngày làm đêm á, cũng không có người ở nhà thì cũng con cái bảo thôi hay là bố lấy vợ đi.
Nhưng mà thực ra mà nói là lấy vợ thì cái từ lấy vợ thì nó đơn giản, nhưng mà tìm người để mà nó đồng cảm với mình thì này, thực sự đó là hơi khó. Nếu bây giờ em với anh mà đến với nhau, anh chắc chắn là sẽ không bỏ mẹ ngoài Hải Dương. Thực ra mà nói như thế này, anh nói thế này để em hiểu. Mẹ thì nhà anh thì có một mình anh con trai, hai bà chị gái thì ở Hải Phòng cơ. Thế bây giờ mà mẹ thì ở với anh, nếu mà nói để mà đến được với nhau mà để em cũng có con, em ở trong này, anh có con, anh ở ngoài đó cũng còn mẹ già, sau này khi bà mất hay như thế nào thì anh mới có quyền anh quyết định đi được. Còn anh cứ nói thật là bây giờ để bảo anh đi vô đây cuộc sống trong này thì chắc chắn là anh không đi được. Đấy là anh nói trước quan điểm rất chi là rõ ràng, vì mình đến được với nhau hay không đó là cái sự lựa chọn. Còn bây giờ mình đến với nhau nhưng mà một tháng hai tháng gặp nhau một lần nó cũng không có gì để mà xa cách cả. Cái đó là quyền của mình có tạo điều kiện cho để mà mình tìm hiểu nhau hay không thôi. Chứ với anh thì anh nghĩ thì nó cái khoảng cách ấy không xa lắm. Bây giờ anh đúng bỏ rồi, mẹ vì đi anh con được. Một mà thì làm sao mà bỏ mẹ mà đi được? Đấy. Không thể nào mà bỏ được. Hai cháu thì ở trên Hà Nội cơ, không có nhà đâu. Nếu như mà phù hợp mà tìm hiểu cảm thấy mà ok thì vô tư chị ha. Tư đúng không? Dạ đúng, đúng rồi. Rồi. Rồi bây giờ anh công anh hát bài nào đó cho nó ấy tặng cho báo cáo anh Quỳnh Linh nhà em cái hát này em sợ loạn thế mà em cũng có bài nào dòng đường sao thôi. Thế thì chị Khoa đi. Chị Khoa là em thấy chị Khoa cũng văn nghệ dữ lắm đó. Chị Khoa có thể tặng cho anh nè, tặng cho khán giả nè bài hát Tình Anh nhá. Dạ. Thuyền ra sông thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Thuyền có hay sông lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền như bến sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Hay quá. Tiến tới mình nắm tay chị Khoa đi, để mình có coi coi là cái nắm tay đó nó có cảm xúc nhiều hay không. Mình phải tấn công dồn dập vô. Sao anh xin phép anh nắm tay em? Dạ, dạ, dạ. Trời ơi, ủa nắm này hồi hộp quá. Nắm hồi hộp rung. Không, nói chung là run, anh không run đâu nhưng mà ra là... Anh mắc cỡ hả? Anh mắc cỡ tí. Cỡ lên đây trời thì dạ. Run quá trời luôn. Thôi hai anh chị giờ đứng đối diện nhau nhìn nhau xíu đi nè. Rồi ạ. Rồi. Nói chung là nhìn thì... Bằng tuổi nhau á. Thấy cũng đẹp, cũng xinh. Chịu ha? Rồi sao nữa? Chịu ha, chịu ha. Chịu, chịu. Rồi chịu thì về ghế bấm nút. Bảy giặc cứu sinh ra, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Nếu được cho nhau cơ hội thì mình mạnh dạn bấm cái nút đó. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Mừng chị. Cho nhau cơ hội để chúng cho ta có cơ hội để tìm hiểu nhau ha. Biết đâu Hải Dương với lại Hải Dương với Thanh Hóa thì Thanh Hóa nó cũng gần lắm. Dạ, em vô Thanh Hóa nhiều mà em biết này. Xin chúc mừng anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc nha. Xin cảm ơn hai em. Rồi, biết đâu ngày nào đó Thanh Hóa đón Hải Dương rồi Hải Dương đến Thanh Hóa nha. Rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ha. Chúng ta cùng chúc cho họ sẽ sớm hiểu nhau, yêu nhau đi suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn... Hồi xưa, ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ. Hồi 14 tuổi. Ừ, con. Ừ. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Hồi 20. 20. Giác quan thứ 6 vậy á. Ừ. Là con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À, tức là có người thứ ba, đúng không? Và con chủ động con chia tay, đúng không? Dạ. Sâu thâm thẳm đôi mắt Pleiku đấy. Đôi mắt Gia Lai, Đắk Lắk gì đấy. Bà hãy hát một bài nào đó. Hát bài gì đó. Mời nhà trai.
xin mời nhà rồi, gái. Mời đi em trai. Bây giờ là bạn trai và bạn gái đã có mặt trên sân khấu, chỉ cách nhau có một cái dậu mồng tơi xanh rờn, một cái bờ rào tình yêu thôi. Hai bên trò chuyện với nhau thông qua cái giọng nói, chúng ta cảm nhận về nhau trước nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin gửi lời chào cho Quyền Linh, cô Hồng Vân và cùng các khán giả có mặt ngày hôm nay. Một bạn gái ngồi bên kia, con tên là Võ Nhật Tú, đến từ Gia Lai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tú là làm việc gì? Dạ con đang làm là bên kỹ thuật bên máy tính. Máy tính làm ở quận mấy? Dạ làm ở Gò Vấp. Tú nhiêu tuổi? Thì hôm nay con 24. Rồi, còn con? Dạ lần đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam tên Tú bên kia. Chào toàn vị khán giả, con tên là Nguyễn Thị Nhâm, năm nay con 25 tuổi. Nhà con ở Đắk Lắk nhưng hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Ủa, con làm Nha Trang hả? Dạ. Con làm nghề gì vậy? Dạ, con làm giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non. Dạ. Nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc và đặc biệt là người sống có tình cảm ạ. Ủa, cái con... nhược điểm của con? Nhược điểm thì do sống tình cảm nên có thể đó cũng là một cái khuyết điểm của con. Và nhiều lúc thì con có hơi thẳng tính một xíu, nên là dễ bị người ta hiểu nhầm. Hiểu lầm về cái vấn đề gì? Dạ, hiểu lầm như kiểu người ta bảo là con khó tính quá. Rồi, mời Tú nói cho Nhâm biết đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của cháu thì có thể lắng nghe được. Lắng nghe... Lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Hay là lắng nghe là... nghe là hiểu. Có nhiều người ta nghe nhưng người ta giả bộ, coi như không hiểu đó. Rồi, còn gì nữa? Khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể, tính tình hơi nóng nảy chút. Nóng nảy hả? Trời, sao nói chuyện nhỏ nhẹ, nóng gì? Nóng quá thì con làm gì Tú? Nếu mà nóng nhất từ trước giờ thì có thể đập đồ. Đập đồ luôn hả? Con đập được... cái gì vậy Tú? Dạ thì chén bát rồi. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Nhiều tiền đâu mua chén bát vậy, mỗi lần nóng nên đập hết trơn. Vậy mua chén nhựa thôi. Hồi xưa thôi chứ giờ. Hồi xưa? Ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ? Hồi 14 tuổi. Dạ con. Ừ. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Hồi 20. 20 là cách đây 4 năm. Bây giờ mình đầm hơn rồi, phải không? Dạ. Rồi con còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Có hút nhiều không? Dạ thì ngày còn 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hút dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói. Trời ơi. Hút dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói thì đến năm con 30 tuổi thì cái đô nó tăng lên bao nhiêu gói một ngày? Giữ gìn sức khỏe con ơi. Không được đâu. Dạ. Hút thuốc thì bỏ càng sớm càng tốt ha con ha. Cố gắng đi ha con ha. Rồi còn gì nữa không nè? Nói hồi đổ mồ hôi chân tàu nghiệp nhỏ. Thôi chùi mồ hôi đi con. Đổ mồ hôi tàu nghiệp nhỏ bớt đi Tú. Okay. Tú sinh năm mấy? Dạ con 96. 96 bằng bằng Nhâm bên kia 9 mấy? Bạn dạ 95. Con sinh năm 96 ạ. Ủa con 96 luôn kỳ hả? Vậy? Dạ. Vậy là hai đứa bằng tuổi. Ừ. Có mấy người yêu vậy? Dạ thì từ lúc đi làm thì cũng có khai mối tình nhỏ nhỏ vậy, trẻ trẻ nó giỏi nha. 24 mối tình ha. Ừ đó. Rồi mình 28 mà chưa có mối nào luôn. Mối tình dài nhất là bao lâu con? Mối tình dài nhất thì cũng 4-5 năm. 4-5 năm luôn. Trời ơi con yêu sớm quá ha. 20 con yêu rồi ư? Hay là 18 con yêu rồi? Yêu 14. 14. Cái lý do để chia tay là lý do gì? Thì không thấy cái mối quan hệ cũ thì cũng tới thời điểm mà hai người không còn thấu hiểu với nhau được nữa, chia sẻ được thì chia tay. Không tìm được tiếng nói chung phải không? Dạ đúng rồi. Có mối tình nào mà nó vướng mắc vào vấn đề yêu xa không? Dạ không. Tức là yêu xa không có ảnh hưởng gì tới tình cảm, tình yêu của con đúng không? Tại vì nhỏ này thuốc Nha Trang lận con. Bởi cái nhà gái bên cô thì cô cũng lo lắng cho nó ghê luôn vậy đó. Có mấy mối tình rồi? Dạ con tính ra thì có 2 mối tình ạ. Nó cũng 2 đó Linh ơi, nó 2 mối tình rồi. Lý do chia tay? Dạ chia tay thì cái kiểu là con gái thì thường thường sẽ có như kiểu là giác quan thứ 6 vậy á. Nên là con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À tức là có người thứ 3 đúng không? Và con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. Dạ con chào chú. Rồi chào con, xinh đẹp dễ thương. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào đây Nhâm? Dạ con muốn tìm một người có ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65 tại vì con thích cái cảm giác che chở, có công việc ổn định, không gia trưởng, không hút thuốc. Không hút thuốc. Có nóng tính không? Dạ, không gọi là không tứ đổ tường, là không bài bạc rượu chè đồ.
Nóng tính xíu được không? Nóng tính thì nếu mà bạn đó có thể bỏ được thì có thể bỏ qua. Hồi xưa thôi. Bỏ được không? Được. Dễ thương lắm, thật tình ha. Rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái mẫu hình con gái Tú như thế nào? Yêu cầu mẫu hình lý tưởng của con thế nào Tú? Dạ, mẫu hình con thì thích kiểu giống như Bạch Minh này trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ mà cô đóng á con phải. À, có thể là cậu được ước thấy đó con. Rồi sao nữa nè, thích cái gì nữa nè? Tính cách thì có tính cách hướng về gia đình giống như nhân vật chị Hai. À rồi, Lê Phương đó, nhân vật chị Hai. Rồi gì nữa nè, có miếng nào của con Hân không? Dạ không. Không. Không có miếng nào của con Hân. Gạo Nếp Gạo Tẻ ở nhà ăn coi luôn đi. Chú thích cái mẫu hình người mẹ trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Cầu được ước thấy luôn nha Linh. Cầu được ước thấy nha. Rồi, bây giờ nè, yêu xa chú con có lo gì không? Dạ, yêu xa thì miễn sao anh ấy chung thủy là được. Rồi, quan trọng là tin tưởng nhau thôi. Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa để bổ sung vào đúng cái rồi. Điều đó. Đi với ai nào? Dạ, hôm nay con có đi với dì, mợ và có mấy người bạn ở trong đây. Đi cả nhà luôn ha. Dạ. Đây là dì nè, kế bên là dì. Dạ, bạn ạ. À, bạn có người yêu chưa? Bữa nào lên đây ngồi nha. Mấy người này có chưa? Lên đây hết luôn nha. À, kính thưa anh Quyền Linh Thông Thái cùng chị Hồng Vân xinh đẹp với lại tất cả các bạn trong tháng phòng ngày hôm nay. Hèn nở luôn, thì quá. Ngày hôm nay đến ủng hộ bạn Nhâm và bạn Tú cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em rất là ngưỡng mộ cái chương trình này và đây là một cái cảm giác giống như là một cái món ăn tinh thần á, ngày nào cũng coi hết. Đại diện cho nhà gái ngày hôm nay thì em thấy rằng là có ba vấn đề để mà hai bạn nên suy nghĩ lại, nhất là bạn Tú. Cái vấn đề thứ nhất là yêu xa, tại vì khoảng cách nó cũng làm cản trở cho đến tình yêu nhiều lắm. Cái vấn đề thứ hai là ở bạn Tú thì là cái thứ nhất là nóng tính, còn hút thuốc lá nữa. Đó, thì nếu như bạn Tú mà có thể khắc phục và bỏ dần dần thì dì nghĩ là còn trẻ nữa nên việc gì cũng có thể bỏ qua được và có thể tiến tới xa hơn. Với lại tình yêu của bạn Tú dành cho bạn Nhâm và hai bạn nếu như đủ lớn thì sẽ tiến tới xa hơn. Đây cũng là cơ hội thì cũng mong hai bạn nên tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu và tiến tới những bước sắp tới. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn nhà gái. Mấy cô này mới mốt đăng ký luôn nha. Em có ý kiến sao bạn thân của em nè? Thấy được không? Thấy hợp gu với bạn không? À, con thấy ngoại hai người cũng xứng đôi ạ. Nhưng mà bạn nam hơi nóng tính thì con nghĩ nên bỏ dần dần. Rồi con muốn tìm người bạn như thế nào? Thì cái đó để con lên chương trình con hỏi sao? Đó thì cái chú Linh lạc đề quá, chú Linh bị hỏi luôn cho gọn. Đề giờ quá. Gọn luôn. Tú ơi, Tú con đi với ai vậy Tú? Dạ, đây với anh Hiếu, đồng nghiệp của con. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Nhung. Rồi đó, nhà gái bên kia. Chị Hồng Nhung hay là chị Cát Vân? Em nhớ. Dạ, nói chung là em thấy bạn gái và Tú bên này ấy, thì em thấy là hai bên cũng nhìn có nhiều nét tương đồng với nhau. Em cũng mong là hai bạn có cơ hội đến với nhau. Thì về cái em chia sẻ một tí về Tú. Tú là một người sống khá là chân thành. Còn cái vấn đề nóng của Tú á, thì theo như em được biết là có nghĩa là đập đồ thì khi đó chỉ có một mình Tú ở trong phòng thôi, không có ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng mà sau thời gian thì em thấy Tú càng ngày càng giảm cái vấn đề đó lại rồi. Đập vô gối. Em có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rảnh lên đây chơi nghe, bên kia cũng rảnh người lên đây chơi tự tìm hiểu trước. Nói chứ thôi mở rào đi. Mở rào. Bây giờ mở rào để cho tụi con cảm nhận nghe. Nào tự tin lên, mở rào. Bắt đầu đi Tú. Mình nhận trước đi, mình nhận trước rồi mình trao sau con. Hoa đẹp quá. Cảm ơn. Thì cảm ơn bạn. Mình có quà tặng bạn. Con mở ra đi xem bạn tặng con cái gì Tú. Tặng con một ấm chén. Hả? Ly. Ly hả? Rồi, tại sao xong. Con lại tặng ly? Con nói đi. Nóng luôn, xong luôn. Theo con biết thì mọi người nghĩ là tặng ly thì dễ tan vỡ, nhưng mà con lại có suy nghĩ khác là cái ly thì cũng nó giống như tình yêu yêu vậy. Thì ví dụ như là mình tặng cho bạn thì bạn biết trân trọng thì nó sẽ được bền lâu hơn, và nếu cũng giống như tình yêu là bạn biết trân trọng nó, là bảo vệ nó thì tình yêu nó sẽ được bền lâu. Ly đẹp hả? Đừng nóng nha Tú. Trời ơi, cái ly đó là hợp với ba đó. Ba thiệt, cái bông thì hợp với mẹ, còn cái ly thì hợp với ba. Cảm ơn. Rồi giờ hai đứa nói chuyện đi nè. Mở rào thì... ra Tú cảm nhận sao nè? Thì cảm nhận bàng hoàng, cũng có mọi người nhìn cũng vượt ngoài cái mong muốn của em. Nhưng mà con có tưởng tượng là cái
trong giống như là trong cái tưởng tượng của con không? Con có thích cái mẫu người giống như vậy không? Có. Còn con thì sao? Con nói đi, con thì sao? Dạ. Cũng hơn tưởng tượng của con. Hơn tưởng tượng của con luôn, hai đứa đều hơn hết. Thì nó xuyến xoắn rồi đó. Bây giờ luôn. Trái tim có xuyến xoắn rồi đó, hơi bị loạn nhịp rồi đó. Rồi mình nghe nói bạn là giáo viên mầm non. Đúng rồi. Em đi không phải bạn. Nghe nói em làm giáo viên mầm non hả em? Cũng tại vì mình có một người chị cũng làm bên giáo viên mầm non. Thì mình cũng giống bạn. Bây giờ chắc là cô nào cũng giống nhau. Bây giờ nè, quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi đứa có thể nói về quan điểm của mình đi, Tú nói trước đi. Quan điểm của anh về hôn nhân gia đình thì người phụ nữ trong gia đình thì cũng có thể phải là người biết lắng nghe. Cái thứ hai thì mình cũng muốn một người quản lý về cái tiền bạc chi tiêu gia đình, thì anh là người không có quản lý được cái tiền bạc của mình, thì làm bao nhiêu là hết bao nhiêu. Với có phần của tính anh thì anh bị cà nể, thì nhiều lúc anh không có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình, anh bị phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó, thì khi mình sợ anh nói lên suy nghĩ của mình thì để bị đối phương nghĩ cái theo cái chiều hướng tiêu cực, nó không đúng với suy nghĩ của mình, nên thành ra nhiều lúc thì anh không có muốn nói ra, thì cứ im. Không biết thì em có thể chấp nhận được cái tính đó không? Dạ, có thể được đó. Thì nếu như mình đồng ý với nhau thì em nghĩ thì khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới nha? Cái đó cũng không thể nói trước được. Nếu mà anh có thể cho em được một cảm giác an toàn và em cảm nhận được cái điều đó, cảm giác an toàn sớm thì có sớm. Cái đó là tùy phụ thuộc vào anh. Thôi, bây giờ mình đến nắm tay bạn gái nào. Bước tới. Nắm tay bạn gái, nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thâm thẳm, đôi mắt Pleiku đấy. Đôi mắt Gia Lai, Đắk Lắk gì đấy. Và hãy hát một bài nào đó. Hát bài gì đó, nắm tay em thật chặt hay là... Đó mồ hôi dữ gì bạn? Gì đó. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bắn mấy ngàn biển rồng, ta yêu em qua đông tàn ngày tần, yêu em như yêu vùng trời mến mông. Rồi hay đấy chứ. Đó, giọng hay nghe. Giọng hay đấy. Rồi nhâm đi nhâm. Hát liền con. Không cần biết anh là ai luôn. Đúng. Khi anh thấy cô đơn trong lòng nhớ ai, em mong bước chân anh về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm lòng, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Trời, hai đứa rất kinh quá à. Rồi về đi Tú, về đi Nhâm. Rồi ngồi con. Hy vọng rằng trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập nha. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Nếu như trái tim các bạn thật sự rung động thì đừng ngại ngùng gì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thật sự không rung động thì không cần bấm đâu. Hãy nhường cơ hội để cho người khác. Hàng triệu khán giả đang theo dõi truyền hình, gia đình, bạn bè của các bạn đó nha. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Ôi ôi. Sao bấm chậm quá vậy? Nắm tay nhau thật sự rồi đó. Thật sự là chúng ta đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi. Chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nhìn nhau cười cái coi. Đó trời ơi, cười dễ thương vậy sao. Giờ con phải làm cái nhiệm vụ. Con hãy đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn Nhâm. Đúng luật đó con. Em sẽ phép hôn Nhâm. Cái đó là ba hôn con. Đây nè. Hôm nay chưa gọi đầu nữa. Trời ơi. Đừng nói là gọi đất luôn vậy đó thiệt không ạ. Hãy tìm nhau cho ra tiếng nói chung nha. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên rất là thuận lợi. Có thể nói đây là một cặp đôi rất là dễ thương. Còn bây giờ cặp đôi thứ hai thì sao? Thì bây giờ mình đóng rào lại, mình mời hai nhỏ ra. Đúng rồi.